một sốc các bạn, vẫn ngay đầu các bạn. Để mình vô mình nhờ mấy đứa em chú ấy bắn rớt con sóc ở trên cây dừa xuống á, con thấy cái đuôi nè, đây đây nè, ngay gốc nè, ở dưới chân con nè, con lượm dục ra làm chú coi. Tới chút, tới chút, đây 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 đây, đi tới chú nè, đi tới chú ngay cái bụi cây đó, nó thấy cái đuôi sóc không, nó ờ rồi con lượm ra làm chú cái. Sợ sóc lắm hả? Ừ rồi chú cảm ơn hai đứa nha. Sóc bắn vô ngay lỗ tai các bạn, con sóc đầu tiên nha, á Hunter giá bắn các bạn. Nãy nó bị quản rồi. Con này xuyên đầu. Rồi lưới cây giúp được. Ê, giỏi lưới à. Cây khều rồi bao. Được câu nữa các bạn. Học em nha bạn. Trúng lưng các bạn. Để sổ lông nữa bạn ơi.
chào anh em nha. Thì hôm nay chị thứ bảy tranh thủ về về Tây Ninh kiếm mồi. Giờ mấy anh em làm miếng. Đây mồi dữ nè, mồi đông đá nữa nè. Ở đây mấy anh em ở nhà bắn về dự trữ nè các bạn. Sóc nè, cò bềm bẹp nè. Tối nay là hoành tráng. Xin chào mấy anh em nha. Thì chiều giờ mấy anh em mình đi bắn được ít, với lại có mấy cái con mà đi bắn lúc trước rồi để lại nữa. Thì nướng nha anh em. Đó đây nè, một con cò nè, mấy con bốn con sóc với lại khoảng chục con cu á các bạn. Sóc cu, cò. Hello anh em nha. Rồi bây giờ là cái này thấm nè. Hàng cũng có nha. Rồi bây giờ là mình nướng nha anh em. Đó các bạn. Đó, bây giờ đang nướng nha. Chuẩn bị là lên bàn tiệc luôn nha các bạn. Không, trời ơi quá ngon luôn. Chiều đi bắn là có bé này đi nữa nha mấy bạn nha. Đó.